Hôm qua thì hàng trăm nhà đầu tư đã tụ tập bên ngoài trụ sở Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc để biểu tình phản đối sàn giao dịch kim loại hiếm Fania. Các nhà đầu tư đã cáo buộc sàn này lừa đảo họ hàng tỷ nhân dân tệ. Fania Metal Exchange là sàn giao dịch kim loại hiếm, kim quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đặt tại thành phố Cô Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Sàn này đặt dưới quyền kiểm soát của chính quyền địa phương. Fania Metal Exchange giao dịch 14 kim loại hiếm, trong đó có Indi, Bismuth, Wolfram, Antimon và Coban, v.v. Những năm qua, 220.000 nhà đầu tư tại Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi giá kim loại lên cao. Nhưng đến năm nay, nhu cầu kim loại sụt giảm do tăng trưởng tại Trung Quốc chậm tốc đã khiến sàn Fania ôm lượng hàng tồn kho lớn. Nhóm người biểu tình cáo buộc sàn giao dịch Fania đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ nhân dân tệ của họ và không cho họ rút tiền. Trước đó, hồi tháng 7, Fania đã ra thông cáo là sàn giao dịch này đang gặp vấn đề về thanh khoản sau khi một lượng lớn các nhà đầu tư rút tiền mặt cùng một thời điểm. Tuy nhiên, trả lời hãng tin Reuters vào hôm qua, đại diện sàn này lại nói rằng họ vẫn đang hoạt động bình thường và không gặp vấn đề gì cả. Cuộc biểu tình diễn ra trước trụ sở Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc tại Bắc Kinh nhưng chỉ kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Một người biểu tình cho biết một nửa trong số họ đã bị cảnh sát bắt giữ. Chủ tịch của sàn giao dịch kim loại hiếm Fania là ông Shan Jiuliang, vợ ông là bà Zhang Beng, cũng chính là phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Fania. Năm ngoái, họ đã tung 543 triệu đô la Hồng Kông để mua gần 21% cổ phần của một công ty sản xuất phim ảnh niêm yết ở đặc khu này.